Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác cuối tuần qua tại các tỉnh phía Nam đã có chỉ đạo cần áp dụng phương án cách ly F1 tại nhà. Trước đó, Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ít nhất 2 lần đánh giá sự cần thiết phải triển khai biện pháp này. Tuy nhiên, đến chiều ngày hôm nay 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, trong khi thống kê cho thấy thành phố có 1.826 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện trong khu cách ly tập trung. Tại một trường học thuộc quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Hoài Vũ đã có 16 ngày cách ly theo diện F1. Dù thông cảm và sẻ chia với nhân viên y tế, nhưng anh vẫn cho rằng có những bất cập. Bởi vì là có thể là cái lực lượng nhân viên y tế nó hạn hẹp. Ví dụ như là vừa vệ sinh chung có 14 ngày mới dọn, tối đa là 4 người, thì phòng em là 4 người. Nhưng mà khu cách ly rồi thì tôi cũng rất là lo cái việc mà bị lây nhiễm chéo vì đã từng xảy ra nhiều các khu cách ly khác. Trên thực tế, khu cách ly mà anh Vũ lưu trú vẫn còn khá lý tưởng trong bối cảnh quá tải của nhiều cơ sở khác. Phương án cách ly F1 tại nhà đã nhiều lần được đặt ra. Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn chi tiết. Ngay cả Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng xem xét. Nhưng đến nay vẫn chưa thí điểm. Vào lúc này, Thành phố Hồ Chí Minh đang có 14.000 người cách ly tập trung. Chúng tôi Sở Y tế cũng đang cân nhắc cái việc này và hướng tới nếu mà chúng ta thấy thuận tiện, quan điểm của tôi, quan điểm Sở Y tế là chúng ta có thể thí điểm ở một số khu vực nào đó để chúng ta nhân rộng ra. Chứ bây giờ bởi vì cái tốt được là cái sự an toàn của cộng đồng. Cái việc cách ly tại nhà đó bắt buộc mình phải đặt ra khi mà những cái khu cách ly tập trung đã quá tải và đặc biệt là mình đã thấy cái hiện tượng lây trong khu cách ly. Bởi vì nếu mình thấy cái hiện tượng lây trong cách ly không giảm tải cái khu cách ly tập trung là mình có lỗi với người đi cách ly. Thành ra mình phải bàn tới cái chuyện là phải cách ly tại nhà. Để thực hiện cách ly F1 tại nhà, quy định hiện tại khá ngặt nghèo, là nhà riêng biệt, có phòng riêng, khu vệ sinh riêng. Một số ý kiến cho rằng ý thức của F1 và sự giám sát của địa phương có thể đảm bảo. Bởi nếu vi phạm thì chính F1 và người thân sẽ nhận hậu quả trước tiên. Điểm cần thiết là xác định nguy cơ từ F1 để quyết định hình thức cách ly phù hợp. Cái quan trọng nhất á, là mình đừng để lây ra khỏi cái gia đình đó. Cái quan trọng thứ hai là đừng để cho cái người cách ly tại nhà lây cho người có nguy cơ cao. Thứ nhất là ý thức của mọi người khác nhau. Thứ hai nữa là cái hoàn cảnh sống của mọi người khác nhau. Và thứ ba nữa là cái trường hợp mà họ tiếp xúc với F0 của khác nhau. Trường hợp của tôi là F0 là được phát hiện rất là sớm và tôi cũng ít có tiếp xúc với F0. Khả năng bị lây nhiễm chéo với những người khác ở trong cách ly còn cao hơn là lây nhiễm từ F0. Ngày 28 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 1.826 người nhiễm COVID-19 trong khu cách ly, trong đó 96,6% phát hiện sau khi vào khu cách ly từ 1 đến 10 ngày được cho là vì ủ bệnh. Tỷ lệ còn lại cũng được cho là ủ bệnh lâu hơn bình thường hoặc lây từ người trong phòng. HCDC khẳng định không có lây nhiễm chéo giữa phòng trong khu cách ly tập trung. Còn thực tế, số lượng F1 vẫn đang không ngừng tăng và khối lượng công việc đè lên vai nhân viên các khu cách ly vẫn không ngừng quá tải.